Mình đắn đo suy nghĩ rất là nhiều về cái chủ đề là có nên mua nhà vào lúc này hay không, và thị trường bất động sản sẽ ra sao trong một vài tháng tới, và đâu là thời điểm tốt nhất để mua nhà. Trong video lần này thì mình sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi mà khách hàng của mình hay hỏi và các bạn hay bình luận phía dưới. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh channel của Hayley Pha, Cuộc sống Mỹ ở Washington. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video này, hiện tại mình là Real Estate Agent ở tiểu bang Washington. Mình làm video về bất động sản và cuộc sống Mỹ. Nếu các bạn thích kênh channel của mình thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và comment phía dưới những cái chủ đề mà bạn muốn xem nha. Các bạn cũng biết là mỗi bang có tình hình kinh tế, chính trị và cái đặc thù của công việc khác nhau, nên giá nhà cũng có thể khác chứ không phải bang nào cũng giống nhau. Không có một công thức chung đối với từng thành phố và từng tiểu bang, nhưng mà mình sẽ cập nhật cho các bạn một cái cách khái quát nhất có thể. Ok, bắt đầu thôi. Hiện tại mình work from home, làm việc ở nhà cũng được 2 tuần rồi, và thực sự là bán nhà hoặc là mua nhà trong thời điểm này thì cực kỳ là khó khăn và hết sức căng thẳng. Tại vì ở bên bang Washington đã có lệnh stay home order, tức là mọi người phải ở nhà, không có được phép ra đường. Đối với real estate, bất động sản, nếu mà không đi ra ngoài, làm sao người ta có thể coi nhà và làm sao người ta có thể đăng nhà lên bán được? Dù technology, công nghệ phát triển rất là nhiều ở bên Mỹ rồi, nhưng mà mua nhà đâu phải là mua shopping online đâu mấy bạn. Đâu phải là lên mua một cái áo, một cái quần xong bấm nút giặt mua là xong, mà mọi người phải đi ra ngoài xem, và người bán cũng phải làm thế nào cho căn nhà đẹp nhất, bắt mắt nhất, khi mà khách hàng đi vô nhà cảm thấy là căn nhà cảm thấy ấm cúng và nó phù hợp với lối sống của họ thì họ mới mua. Hiện tại thị trường bất động sản tính tới thời điểm này thì mình chưa thấy có dấu hiệu đi xuống, mà nó đang dừng lại chứ nó không hề tăng lên hay là nó giảm đi. Nếu mà thị trường tăng vọt lên á thì là dấu hiệu người mua nhiều hơn là người bán, và nếu dấu hiệu đi xuống á có nghĩa là người bán nhiều hơn là người mua. Nhưng mà hiện tại thì không có người mua và cũng không có người bán, nó đang đóng băng. Đối với người bán đăng nhà vào thời điểm này thì họ rất là muốn bán, họ có động lực để bán, và nếu mà họ tìm đúng người mua thì họ sẽ được một cái giá rất là tốt giữa hai bên. Nhiều khi chúng ta cũng không biết được là nếu mà người ta giữ căn nhà đó đăng bán vài tháng sau hoặc là một năm sau có được giá như hiện tại hay không. Tất cả cũng phụ thuộc vào cái dịch bệnh này nó có kết thúc sớm hay là nó sẽ tiếp tục kéo dài. Nếu mà dịch bệnh cứ tiếp tục kéo dài thì người ta sẽ tiếp tục mất việc và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên. Đối với tình hình hiện tại bây giờ thì mua bán không còn là quan trọng nữa, mà quan trọng nhất là mọi người phải ở nhà giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng hơn hết. Đối với người mua cũng tùy theo phân khúc nhà nữa. Phân khúc nhà giá rẻ hay là giá nhà trung bình hay là giá nhà luxury, nhà cao cấp thì nó sẽ khác nhau ở từng phân khúc. Đối với những cái nhà mà phân khúc thấp á thì cái công việc của họ là những công việc cơ bản, và hiện tại các bạn cũng thấy là những công việc cơ bản đang bị mất việc rất là nhiều. Chẳng hạn như là nhà hàng đóng cửa, khách sạn đóng cửa, hãng xưởng đóng cửa, những cái khu mua sắm cũng đóng cửa, thì làm sao mà họ đảm bảo được cái mức thu nhập, đảm bảo được mức lương và có tiền mặt để mua nhà? Thì những cái phân khúc thấp đang rất là bất ổn vì họ không có thể nào trả tiền nhà nếu mà cái tình trạng này cứ kéo dài. Cái quan trọng đối với họ hiện tại bây giờ là giữ càng nhiều cash càng tốt, càng nhiều tiền mặt càng tốt, để phòng hờ nếu mà có sự cố xảy ra họ mất công việc trong vòng một năm hoặc là lâu hơn nữa. Đối với nhà ở mức trung bình thì người mua là người có công việc, có kỹ năng, có trình độ, có học thức, chẳng hạn như luật sư, kỹ sư, bác sĩ, thì những cái công việc đó họ có mức thu nhập rất là cao và khá là ổn định trong thời điểm này. Kinh tế của họ ổn định và mức nhà ở những khoản đó không có tăng đáng kể hoặc là không có tuột xuống không phanh. Đối với thị trường nhà cao cấp thì nó sẽ biến động gần như là tương tự với những thị trường nhà giá rẻ, tại vì họ kinh doanh buôn bán và chủ đầu tư. Kinh tế suy sụp á thì họ sẽ mất rất là nhiều tiền vì họ đầu tư khá là lớn, thì những căn nhà đó nó đang thay đổi rất là nhiều. Tiếp theo là tình trạng forced closure, là kéo nhà đi, không phải là nhà mình đang ở rồi nhà băng tự tới rồi kéo đi, không phải như vậy. Forced closure có nghĩa là cái người chủ nhà đó không có trả tiền ngân hàng trong một vài tháng thì nhà băng bắt buộc phải đăng bán căn nhà đó để trả tiền trên lệch. Đối với thị trường bình thường, kinh tế ổn định thì cái tỷ lệ forced closure thì tầm 2-3%. Mình nghĩ là cỡ 6 tháng tới 1 năm nữa thôi, cái tỷ lệ forced closure nó sẽ cao hơn và có nhiều nhà bị kéo đi. Và đó là thời điểm những cái người mà có tiền, những cái người dự trữ cash nhiều á, là thời điểm vàng để mua. Federal đã có lệnh là không có forced close nhà trong 2-3 tháng vì cái dịch bệnh này. Đây là một dịch bệnh không mong muốn, chứ không ai mà không muốn trả ngân hàng tiền nhà cả. Thì họ sẽ du diêm 1-2 tháng này,
Nhưng mà nếu tình trạng kéo dài thì Federal không cầm cự nổi thì có thể là sẽ có forced close. Các bạn có thể thấy là 2-3 tháng nữa sẽ không có forced close, nhà bị kéo đi, mọi thứ đang đóng băng. Nhưng mà sau cái thời điểm đóng băng đó là cái thời điểm mọi thứ sẽ thay đổi. Nói như vậy không có nghĩa là các bạn chờ tới tình hình kinh tế nó sụp xuống, gọi là lao xuống dốc một cái một như là năm 2008. Tại vì năm 2008 cái tình hình kinh tế nó sụp xuống bởi vì những cái người không có đủ điều kiện nè, không có tài sản, không có công việc, cũng không có chứng minh được thu nhập, họ có thể mượn tiền vay từ ngân hàng với lãi suất rất là cao. Thì khi mà nền kinh tế sụp á thì họ không có khả năng họ trả tiền nhà. Nhưng bây giờ nó đã khác rồi. Nếu mà ai mua nhà thì họ cũng biết là họ xét rất là nhiều, xét rất là kỹ để cấp cho cái người mua nhà một cái loan 30 năm và có một cái lãi suất phù hợp với khả năng của họ trả. Họ xét rất là kỹ nên tỷ lệ nó sẽ không có chao đảo nhiều như là năm 2008. Hơn hết nữa là khi mà kinh doanh và thị trường bất động sản của Mỹ thì nó khá là an toàn hơn là những cái nước đang phát triển. Chẳng hạn như mình so sánh kinh doanh bất động sản ở Việt Nam và bất động sản ở Mỹ, thì bất động sản Việt Nam các bạn mua về sang tay là có thể lấy cái tiền chênh lệch khá là cao, nhưng mà ở Mỹ thì không có chuyện đó xảy ra. Các bạn không thể nào mà mua nhà xong rồi vài tháng sau các bạn bán để sang tay để lấy cái tiền chênh lệch mà không phải đóng thuế và không phải đóng phí cho tiền agent rồi escrow, rất là nhiều phí xung quanh đó. Nói tóm lại, tùy theo phân khúc giá rẻ, trung bình hoặc là cao cấp sẽ có nhiều cái thay đổi khác nhau về giá và tình hình chiến thuật. Mình nghĩ là vài tháng nữa thôi, nếu tình hình dịch bệnh này mà không có kết thúc sớm và nền kinh tế cứ tiếp diễn như thế này thì chắc chắn sẽ có nhiều cái forced close, nhiều cái căn nhà bị kéo đi. Và thời điểm đó cũng có rất là nhiều người thất nghiệp. Thì bạn có sẵn sàng chuẩn bị để mua nhà vào thời điểm đó hay không? Các bạn có công việc ổn định, có tiền dự phòng thì mua nhà ở những giá trung bình thì khá là an toàn, vì nó sẽ xuống không nhiều đâu. Đối với người bán thì mình nghĩ là họ nên chờ cỡ 1-2 tháng nữa xem tình hình kinh tế sẽ như thế nào và sẽ đưa ra chiến lược phù hợp với mức giá phù hợp với thị trường. Ok, hy vọng tất cả các bạn thích video lần này của mình và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh. Kế bên nút đăng ký kênh có một cái chuông, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới mỗi khi mà mình up video. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye bye.